chất loa hay thì cũng chỉ cần test 5 đến 10 giây là các bác sẽ cũng cảm nhận được. Các bác nhìn thấy màn hình điện thoại cũng như là màn hình TV của bác rung lên, đó chính là áp suất của những quả loa súp hơi B3 hàng bãi xịn thương hiệu công nghệ Đức. Các bác lưu ý nhé, hàng bãi xịn thương hiệu công nghệ Đức chứ không phải là sản xuất ở Đức và cũng không phải là nhập khẩu ở Đức về. Đấy, các bác phải nắm rõ là như vậy. Có nhiều các bác hỏi em loa B3 bãi xịn của nhà em có phải là nhập từ Đức về không, có phải là sản xuất ở Đức không, thì nó là không phải các bác nhé. Đấy, em phải nói rõ như vậy. Hàng xịn là đúng, hàng của công ty B3 sản xuất là đúng đấy, chứ không phải là B3 là sản xuất ở Đức, con lưu nhé. Thương hiệu và công nghệ thôi đấy. Giá 8 triệu đồng một quả hàng bãi. Những cái dòng loa đặt tên ở trên thị trường ấy, các bạn mới tinh bát 50 bán 6 triệu 7 8 9 10 triệu, không thèm tính tiền các bạn nhé, không cần phải tính tiền. Mà các bác lưu ý, những quả súp B3 này giá của nó chỉ có giữ và ngày càng lên thôi, chứ nó không xuống được sâu đâu các bác ạ. 8 triệu đồng một quả. Em đang test kết hợp với một chiếc đẩy K8, tiếp sẽ giới thiệu sau. Quả súp này là súp hầm, đánh từ đẩy ra cắt cốt các bác nhé. Súp hơi dòng hầm bát 50 từ 220 coi 100. Mã của nó là B118D. Đấy, dòng này thì thích hợp cho các bác sử dụng ở trong phòng KTV, trong phòng karaoke kinh doanh, trong phòng karaoke gia đình các bác nhé. Đánh tại chỗ rất là hay, đó là chính là cái chất của súp hầm. Bao riêng nguyên bản cho các bác của anh em, thùng gỗ các bác nhé, bao riêng nguyên bản thùng gỗ. Em chỉ có 2 quả thôi. Các bác gọi điện sớm cho em. Và đây là em xin được giới thiệu, có thể là em sẽ cũng như là quảng bá chào bán cả bộ. Em đang đánh quân đẩy Beirut K8 bản nâng cấp đời thứ 2, giá 7 triệu 800 ngàn đồng. Hai kênh số 1, số 2 em đánh với đôi súp đâu nhá, mỗi kênh một quả đâu nhá. Đẩy K8 đánh mỗi kênh một quả bát 40 hoặc 50, đánh thoải mái thừa công suất đấy. Hoặc mỗi kênh đánh 2 bát 30, em đang test với một đôi array các bác nhá. Đôi array 2 bát 30 giờ CF, một tép từ 17, 2 bát từ 19. Đánh thoải mái mỗi kênh một chiếc. Các bác có những phòng rộng các bác sử dụng bộ sản phẩm này. Bao hành cho các bác của anh em loa array 2 bát các bác nhá. Chất âm của nó thì quá tuyệt vời rồi. Thùng gỗ sơn sần bóng màu cà phê, dây của nó là dây nhôm đúc các bác nhá, dây nhôm đúc. Quá đẹp. Đó là bộ sản phẩm. Lưng tiếng bò reo thì không thể làm chối được các bác nhá. Các bác thân mến, là trong một số ngày tới thì em sẽ bán rẻ, em có tầm khoảng gần 10 con lưng bò reo các bạn. Hàng bày mẫu và nó là model cũ là model chữ M các bác nhá. Em sẽ bán dao động khoảng 1 triệu hoặc trên 1 triệu một chiếc. Sắp tới rồi các bác nhá. Và có rất nhiều những chiếc mà em cứ mở lắp ra em quay đấy cho các bác xem nội thất đấy ạ. Đầy vít con này này. Nói đến là phải giới thiệu luôn này các bác nhá. Em quay ra mở nội thất cho các bác xem này. Đấy. Và cứ để đây thôi, cứ để xong là vứt quăng quạt, rồi đến một ngày nào đó thì em cũng sẽ bán các bác nhá. Coi như là hàng này là hàng lai lưu ấy các bạn, đúng không ạ? Thì tại sao những con nâng pờ reo này bán chạy mà tại sao nó lại bền? Sáng nay có một bác khách nói rằng là đời anh đã sử dụng 4 con máy lưng tiếng nhưng đến con pờ reo là anh chấp nhận nó hay. Hôm vừa rồi anh nói là anh mua một con vang, một con nâng, nếu lần này mà mua không được hay là anh sẽ không chơi nữa. Và buổi sáng ngày nay anh điện lại cho em, anh nói rằng là đời anh chơi đến giờ phút này 4 con nâng rồi, vang cũng nhiều. Nhưng chốt lại một cặp đôi, đó là GD Kutin KM320 và một con nâng pờ reo anh chốt lại là hay. Nhưng anh nói rằng con nâng này hơi sôi, đúng không ạ? Thì em ghi nhận các bác lưu ý nhá, đây nó hơi sôi này. Đấy, như em chia sẻ là sôi ở trong mức có thể chịu đựng được. Và lần hàng tiếp theo thì em cũng đã đề nghị bên phía nhà xưởng các bác ạ, bên công ty sản xuất, là sẽ hạn chế được cái sôi đi càng nhiều càng tốt các bác nhá. Hạn chế thôi chứ nó không thể hết được 100%. Đấy, còn em nói cũng như chia sẻ rồi, karaoke không sôi hát sao được. Bởi sao ạ? Ngày xưa các bác sử dụng tép giấy, cái tép nó, côn tép nó bằng cái ngón tay này đúng không? Bây giờ các bác sử dụng tép kèn, coi tép có con coi 100, có con nào coi 7,6, có con nào nhỏ nhất 4.4 đúng không ạ? Tép kèn trong đó nó có một cái phễu nữa đúng không ạ? Thì nó phải có tiếng sôi đúng không ạ? Cái này không tránh được đúng không các bác? Nội thất nâng pờ reo em sẽ bán rẻ các bác nhá, có khoảng gần chục con đấy các bạn. Đấy, gần chục con các bác nhá, cứ giá khoảng trên 1 triệu một con.
cho các bác của anh em. Ok chưa? Và em xin phép gửi lời chào. Các bác thân mến, các bác có nhu cầu mua và sử dụng hai quả súp này, có hai quả duy nhất thôi, giá 8 triệu một quả, liên hệ cho em. Các bác có địa chỉ ở xa thì đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng tận nhà. Phí gửi con này thì thành phố Hồ Chí Minh khoảng từ 4-500 cộng với hai thùng xốp mới tinh nữa nhá. Các bác lưu ý, các bác ở xa thì phải chi phí thêm tiền đóng xốp, công thì em có thể hầu được nhưng mà xốp phải mua mất tiền thôi nhá, 40.000 một hộp xốp mới tinh, em đóng cẩn thận để vào cho các bác nhận hàng cảm thấy ưng ý đấy. Hoặc các bác có thể mua cả bộ đấy để làm sự kiện đi, hoặc là quán cà phê sân vườn đẩy K8 đánh thoải mái, mỗi kênh một quả loa 2 bát 30 đấy, hoặc mỗi kênh đánh một quả bát 50 hoặc 40. Lưng tiếng Pareo giá 1.900.000 bao ship kèm dây giác mới tinh. Vang Grey Gutin KM320 3.100.000 bao ship kèm dây giác hàng mới tinh bảo hành 1 năm. Em xin phép gửi lời chào. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.